Việt Nam là đất nước nông nghiệp nên rất cần nước trong việc tưới tiêu. Do đó mà máy bơm nước là thiết bị không thể thiếu trong việc sản xuất và sinh hoạt. Máy bơm nước là một loại máy thủy lực nhận năng lượng từ bên ngoài và chuyển năng lượng cho một dòng chất lỏng và đưa dòng chất lỏng đó lên một độ cao nhất định hoặc di chuyển chất lỏng theo hệ thống đường ống giúp chúng ta đưa nước từ nơi này đến nơi khác. Và hôm nay đến với chương trình mỗi ngày một sản phẩm của công ty Oshima, tôi xin giới thiệu đến mọi người đó là sản phẩm máy bơm nước đa năng thương hiệu Oshima. Trước mặt tôi đó là chiếc máy bơm nước đa năng Oshima với model là 300. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem chiếc máy này như thế nào nhé. Trên thân máy chúng ta có thể nhìn thấy là có đế, nút xả nước, thân máy, đầu hút vào, nút xả hơi, đầu ra, hộp điều khiển, quạt gió và cuối cùng là động cơ. Phụ tùng của máy thì gồm có lớp P, đầu nối đường ống vào, đầu nối đường ống ra, bu lông và sách hướng dẫn. Máy bơm nước đa năng Oshima chạy êm và mạnh, công suất của máy lên đến 300W, máy nhỏ gọn, dễ vận chuyển. Máy tiết kiệm điện, dòng điện của máy là 2A. Máy có nhiều tiện ích: hút nước để sinh hoạt, dùng để tưới tiêu, cà phê. Cánh quạt của máy bơm bằng đồng, không bị ăn mòn theo thời gian. Máy bơm nước nóng ở 100 độ C mà không bị ảnh hưởng gì. Lưu lượng nước là 1,7 mét khối trong 1 giờ. Với nhiều năm kinh doanh các mặt hàng nông ngư cơ, chúng tôi hoàn toàn có đủ uy tín để tư vấn cho người sử dụng mua được một chiếc máy chính hãng với giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Chiếc máy bơm nước đa năng Oshima sản xuất theo công nghệ Nhật Bản tại Trung Quốc nên chất lượng rất tốt và giá thành cực kỳ hợp lý, nên sản phẩm của Oshima được ưu chuộng nhiều tại Việt Nam.